Chào mừng mọi người trở lại với channel của Vũ nha. Thì mọi người thấy hôm nay mình đeo kính mới không? Thì là tại vì mình đang ở một chỗ để đi hike, để đi bộ á. Thì hôm nay mình mới có mua một cái đồ nghề cho video. Nhưng mà mình thì mới nên mình không có biết, nên hôm nay mình rủ thêm thằng em. Tại thằng em thì nó... Đây, thằng em của mình đây. Hello, mọi người. Thì nó là dân pro rồi. Mấy cái thứ này nó dễ dàng đối với nó lắm. Còn mình thì mình... dân mới mua mới không biết chơi, nên hôm nay rủ nó với mình ra ngoài này đi vòng vòng trên này rồi tập làm quen với cái máy đó rồi quay cho mọi người coi. Thì chỗ này cảnh hôm nay rất là đẹp, có ngựa đúng không? Đó thì cái đường đi này là cho người đi bộ này, cho ngựa đi nè, rồi đi xe đạp leo núi đi cũng được luôn, thì nó rất là thân thiện. Thì đó thì thấy mọi người thấy không, có những người nhà đây xung quanh người ta nuôi ngựa thì chiều người ta cứ lấy ngựa ra người ta cưỡi thôi. Nói chung là cuộc đời mà. Enjoy lúc nào đều enjoy. Ok, thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị máy rồi mình đi lên đó rồi mình quay cho mọi người coi. Ok. Đầu từ tháng 5, đầu tháng 5, cuối 6 là cỏ nó sẽ từ màu xanh nó chuyển thành màu vàng. Rất là đẹp. Rất là đẹp, nhưng mà được cái tội là cỏ này nó dễ cháy lắm. Nên bởi vậy nếu mà bị lửa cái là nguyên cái đồi này thành màu đen luôn. Nên bởi vậy, bên này thì cái đồi thường ba màu. Mùa đông thì màu xanh, tại vì mưa thì cỏ nó lên, cỏ mới lên xanh rồi đẹp, đẹp lắm. Mùa hè thì màu vàng. Còn năm nào mà mùa hè mà xui nữa thì màu đen. Tại giờ nó cháy hết rồi, màu đen. Mà chỗ này thì rất là mát. Hôm nay trời rất là mát, mây, gió rất là mát. Chứ còn thường mà chỗ này mà nắng á, thì đi hơi bị nắng thì hơi nóng. Chứ còn hôm nay mình đi chỗ này rất là tuyệt luôn. Perfect weather to go. Rất là mát luôn, đi mà gió nó thổi mà sướng. Mọi người thấy đồi, xung quanh là đồi núi tập trung, mình đi gọi là đi dạo, đi exercise cho nó gọi là sao thoải mái, cho nó không phải suy nghĩ gì, đi chỉ cần việc đi thôi. Stress, xả stress đó. Đi này để xả stress, đường người ta đi này là vừa exercise vừa xả stress, nên là bên này người ta đi nhiều lắm. Thường á, chỗ này mình nghĩ là nhiều người đi lắm, nhưng mà vì mùa dịch á nên giờ thấy ít người đi. Chứ còn không phải mùa dịch thì chắc người ta đi rất là đông. Bây giờ là chuẩn bị lên đi đường lên dốc nên hơi mệt. Mang đồ, mang cầm máy cho tùm lum nữa nên
chó. mới đi được chưa tới một cây thở. Nát thở. Thở như chó lè cả lưỡi nha. Nhưng mà không sao, không đến đón này đi mát mẻ, không thấy mệt lắm. Thì tí nữa mình có gì mình lên trên kia mình quay thêm coi cảnh vòng vòng thôi. Giờ đi chứ vừa đi vừa thở, tí nữa không nói thôi được luôn. Chắc nãy giờ chắc chưa đến nửa đường đâu, chưa tới nửa đường mà mồ hôi một kê ra quá trời. Lúc chiều mình tưởng là trời nó lạnh tại thấy gió, nhưng mà đi chút xíu là thấy nóng, trên này không thấy ít gió quá mà nóng quá trời luôn, mồ hôi một kê kiểu đó trời. Mình lên đây mình cởi cái áo ra, nóng quá chịu hết nổi rồi. Thân em cỡ kia là còn thấy nóng thấy mệt, thân anh cỡ này toàn mỡ không chết luôn á, chịu không nổi. Trời, áo ướt hết rồi, ghê thiệt. Đến cái chỗ này, cái này giống dạng như thường á, là bên này nó sẽ mở để đi ra cái chỗ mà để coi cảnh. Coi cảnh. Nhưng mà tại vì cái đường này nó chỉ có một đường thôi, đi ra đường này thì phải đi vô lại đường này, nên người ta không có muốn hai người giống đi ra đi vô đụng nhau thì ta phải đóng cái này, tại vì bệnh dịch. Còn bây giờ mình sẽ đi cái đường này đi về, hôm nay mình lên trên chỗ này thì mình sẽ đi đường này về. Thì cái đường này là nó một vòng tròn, nên mình đi một hướng thôi, giống như một chiều đi lên đường này và về đường kia chứ không có đi ngược lại, nên chỗ này nó vẫn mở được. Chứ còn nếu mà chỗ này mình nó chỉ có đi ra đi vô á thì chắc mình nghĩ nó cũng nóng luôn, tại vì nó không có muốn người ta đụng chạm nhiều, đi một đường vậy thì mới không có đụng chạm nhiều, mới đi được gần nửa đường à. Mà thật sự cởi áo nguyên cái vòng tròn này là khoảng gần 4 mai mà giờ mình mới đi được có 1.6 à, 1.7 à. 4 mai cũng không sao lắm. Hôm bữa mình đi 8 mai mà hôm nay sao thấy đi 4 mai mệt quá. Tại chắc tại mình mang đồ quá trời, tay thì cầm, lưng vai thì vác, mà vậy rất là mệt. Nóng quá phải cởi hết áo ra. Cởi hết rồi. Chắc tí nữa xuống mà tới cái chỗ cuối cùng chắc còn mới quần xà lọn. Cởi chuồng luôn. Thì ok, thôi giờ anh em mình đi tiếp. Cứ kịp chứ mà là cà xíu nữa là tí nữa là mặt trời xuống là khỏi chết đường về luôn á. Đi thôi. Hai mọi người, thì hồi chiều mình có quay cái cảnh cuối để nói là tạm biệt với mọi người, nhưng mà hồi chiều trên chỉnh chiều về nó rất là gió, nên không có mình lúc mình quay thì không có nghe được gì, toàn là nghe tiếng gió không à. Thì xung quanh mình á có rất là nhiều những chỗ đi bộ, đi leo núi như thế này, nhưng mà vì do bệnh dịch nên đa số những chỗ đó giờ đang phải đóng cửa, nên sau này mình sẽ đi từng cái và quay cho mọi người coi. Ok, nếu mọi người thích video thì nhớ cho mình một like để ủng hộ cho kênh của mình. Và nhớ là đừng có quên bấm nút subscribe để theo dõi kênh của mình nha. Ok, cảm ơn mọi người, gặp mọi người sau. Peace. Anh đếm đi, anh đếm đi. Ok, 1, 2, 3. Không có tripod nên phải dùng kiểu này thôi mọi người. Thấy không? Để cho ok, về đi. 1, 2, 3, go. Woo!
xem té, xem đi là ăn rồi. Một, hai, ba.